Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh là một loại hình mang tính chất dịch vụ. Đây là dịch vụ ban đầu dành cho các công ty xây dựng trước khi thi công công trình. Vậy ngoài phương pháp hạch toán và lập báo cáo tài chính, đối với công ty về công ty tư vấn thiết kế, bạn cần phải chuẩn bị những kinh nghiệm, kỹ năng gì thêm về lĩnh vực này? Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết về nội dung của khóa học. Trong nội dung của khóa học, kế toán hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ, nội dung thứ hai xử lý và cách hạch toán các hóa đơn phát sinh trong kỳ, và nội dung thứ ba là hoàn thiện lên báo cáo tài chính cuối năm. Ở nội dung đầu kỳ hướng dẫn cho các bạn khai báo các thông tin ban đầu, đối chiếu công nợ phải thu phải trả, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến kho đầu kỳ, khai báo công cụ, tài sản cố định, nhập số dư đầu kỳ và phân tích các ý nghĩa, chỉ tiêu trên số dư đầu kỳ. Nội dung thứ hai xử lý và cách hạch toán các chứng từ phát sinh trong kỳ. Ở nội dung này hướng dẫn cho các bạn hạch toán nghiệp vụ liên quan đến chi phí trả trước, mua công cụ dụng cụ. Đối với mua công cụ dụng cụ thì cần phải có hồ sơ. Nội dung liên quan đến thanh lý tài sản và cách hạch toán đối với thanh lý tài sản. Nội dung thứ ba là hoàn thiện báo cáo tài chính cuối năm. Ở nội dung này các bạn sẽ được hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng và đối chiếu khi lên tờ khai, cách kiểm tra, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện việc sửa đối với trường hợp điều chỉnh tờ khai bị sai. Đối chiếu kiểm tra lại toàn bộ báo cáo công cụ dụng cụ với sổ cái và đối chiếu giữa sổ tài sản và sổ cái để chỉ ra các lỗi sai thường gặp và cách xử lý, kiểm tra lại công nợ phải thu phải trả và kinh nghiệm đối với trường hợp xử lý công nợ. Về tính giá thành sẽ đối chiếu thực hiện việc tính giá thành giữa doanh thu và giá vốn đối với từng hợp đồng. Lập báo cáo liên quan đến giá thành, cách kê khai các khoản liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng phải nộp hàng tháng, hàng quý và hướng dẫn thực hiện việc lên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn cân đối lại các chỉ tiêu để lên được một bảng cân đối hoàn chỉnh, cách lấy số liệu trên bảng cân đối để lên báo cáo tài chính, hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính và phân tích các chỉ số trên báo cáo là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học kế toán hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học, bao gồm hình thức học lớp tập trung, lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên trang web riêng của kế toán Việt Hưng.com. Các bạn sẽ vào giáo trình kế toán, chọn đến khóa học hành chính sự nghiệp, chọn đến mảng kế toán hành chính sự nghiệp và tìm kiếm đến khóa học hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh. Ngoài ra các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ của đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.